Lộ diện người tình màn ảnh của Hoa Khôi Nam Em. Người được nhắc đến đó chính là MC Vũ Mạnh Cường. Anh và Hoa Khôi Nam Em lần đầu tiên gặp nhau là trong đêm đăng quang của Nam Em tại Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015. Người tình sân khấu của Nam Em, MC Vũ Mạnh Cường, anh là người dẫn chương trình của các truyền hình, cuộc thi nhan sắc lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, MC Vũ Mạnh Cường gặp Nam Em lần đầu tiên trong đêm chung kết Hoa Khôi Đồng Bằng 2015. Sau đó, Nam Em muốn học hỏi kỹ năng dẫn chương trình từ người anh người bạn MC Vũ Mạnh Cường, nên cả hai đã giữ mối quan hệ liên lạc thân thiết để hỗ trợ cho nhau đến tận bây giờ. Vũ Mạnh Cường cho biết anh sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cầm trịch nhiều chương trình quan trọng cho Nam Em và xem Nam Em như là người em trong nghề. Vừa qua, cả hai đã tung ra bộ ảnh lãng mạn. Và điều đặc biệt, một chi tiết vô cùng thú vị là Hoa Khôi Nam Em nhất định không cho MC Vũ Mạnh Cường nắm tay dù cả ekip đã nhiều lần gợi ý. Ý nghĩa của bộ ảnh là ghi lại khoảnh khắc đôi bạn trẻ chớm nở tình cảm, sự hồn nhiên có phần rụt rè tạo cho người xem cảm thấy thú vị qua nhiều diễn xuất của cặp đôi này. Chúng ta hãy cùng ngắm cặp đôi Nam Em, MC Vũ Mạnh Cường trong bộ ảnh nhé.